Tâm lớn sinh đạo lớn, đạo lớn sinh nghiệp lớn. Lý Công Uẩn mang tâm lớn của Phật, vỗ về núi sông, nhìn xa thấy rộng, rời đô từ Hoa Lư về Đại La, mở ra thời kỳ mới độc lập phồn vinh cho dân tộc. Những vì tinh tú của lịch sử sẽ quy tụ trong các tập phim Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên hàng đầu Việt Nam. Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long, tác phẩm đặc sắc chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.